Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe trên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Tết là dịp để sum họp, quây quần bên gia đình, người thân và chắc chắn là không thể thiếu những bữa ăn đầm ấm, những chuyến đi chơi. Tuy nhiên, với những người có bệnh lý nền như là bệnh tim mạch, việc ăn uống sinh hoạt trong những ngày Tết cũng cần hết sức lưu ý để kiểm soát bệnh tốt và có những ngày nghỉ an toàn, vui vẻ. Bữa ăn của hầu hết các gia đình trong mỗi dịp Tết đến xuân về bao giờ cũng đầy đặn hơn ngày thường. Với quan niệm, ngày Tết là phải ăn uống sung túc đầy đủ, nhiều người có thói quen nấu nhiều món và cũng ăn nhiều hơn ngày thường. Tuy nhiên, các món ăn ngày Tết thường giàu năng lượng, nhiều đường, nhiều chất béo, chất đạm. Trong khi đó, rau xanh và trái cây tươi lại không được chú trọng bằng nên dễ dẫn đến mất cân đối về dinh dưỡng. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân chính làm trầm trọng thêm các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, tim mạch. Những yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch như béo phì, mỡ máu cao, chế độ ăn uống không hợp lý như ăn mặn nhiều gây tăng huyết áp, chế độ ăn nhiều dầu mỡ gây rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, uống rượu bia, ít vận động, tất cả đều là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới tim mạch, có thể dẫn đến tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Trong dịp lễ Tết truyền thống của dân tộc thì chúng ta thường có truyền thống ở vui xuân rồi tiếp khách, đôi khi là chúng ta có sử dụng rượu bia rồi vui quá đà, thì ghi nhận được là các cái bệnh lý tim mạch nói chung, các cái bệnh lý về mạch máu như là nhồi máu cơ tim, như là đột quỵ não có sự gia tăng đáng kể trong cái dịp lễ Tết. Vì vậy thì chúng ta bên cạnh việc là vui xuân mới, nhưng chúng ta cũng đừng vui quá đà, dùng quá nhiều rượu bia và lại quên không sử dụng thuốc định kỳ, thì cái việc mà gia tăng các cái bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim sẽ có sự gia tăng đáng kể trong dịp lễ Tết. Rối loạn lipid máu hay chính là tăng nhiều cholesterol trong máu là nguyên nhân của nhiều vấn đề trong cơ thể, là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Với các biến chứng nguy hiểm như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, các bệnh nhân rối loạn chuyển hóa lipid máu cần có một chế độ ăn phù hợp, cân đối về thành phần dinh dưỡng. Về chế độ ăn thì một số những bệnh nhân mà hay có cái chế độ ăn mà có thành phần là chất béo bão hòa thì cũng có thể có cái nguy cơ mà gây ra rối loạn lipid máu. Có nhiều yếu tố làm tăng tình trạng rối loạn lipid máu, trong đó có những yếu tố không điều chỉnh được như tuổi tác, giới tính. Còn yếu tố có thể điều chỉnh được như hút thuốc lá, ít hoạt động thể lực, thói quen ăn uống không lành mạnh, sinh hoạt thất thường, căng thẳng quá độ chính là những yếu tố làm tăng đáng kể tỷ lệ mắc rối loạn lipid máu, tim mạch trong những năm gần đây. Ngoài ra, một số bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường cũng là những yếu tố khiến bệnh tiến triển. Lớn mà nhất là những người mà càng lớn tuổi thì cái chuyển hóa lipid nó càng kém. Thói quen mà ăn nhiều mỡ, phủ tạng, thói quen ăn ít rau xanh, thói quen ăn nhanh, ăn vội cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng tăng cholesterol máu hiện nay. Ngoài ra thì còn một cái lối sống mà tĩnh tại, mình hoạt ít vận động cũng là một trong những nguyên nhân gây tình trạng thừa cân béo phì. Bệnh nhân rối loạn lipid máu cần tuân thủ nghiêm chế độ ăn, đặc biệt là vào những ngày Tết có nhiều cuộc liên hoan với nhiều đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Việc tuân thủ chế độ ăn và ăn có chọn lọc sẽ góp phần giúp bệnh nhân kiểm soát tốt các chỉ số như cholesterol, triglycerid máu nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Những người bị bệnh tim mạch hoặc có các yếu tố như tăng huyết áp, mỡ máu, đái tháo đường cần luôn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và hợp lý theo nguyên tắc. Ăn uống hợp lý, cắt giảm bớt chất béo và chất bột đường, tăng khẩu phần rau, củ, quả, ưu tiên thịt nạc, thịt trắng và cá. Tránh dùng các thực phẩm chiên xào nhiều dầu mỡ, hạn chế dùng các thực phẩm chế biến sẵn, duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, bỏ thuốc lá, hạn chế sử dụng rượu bia, uống thuốc đúng chỉ định của bác sĩ. Vì việc duy trì một chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là điều mà người bệnh tim mạch cần quan tâm, không chỉ trong những ngày lễ Tết mà hàng ngày đều nên tuân thủ. Trong chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Nam Huy, khoa Quốc tế Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ có một số chia sẻ về chủ đề này để mỗi người bệnh tim mạch hiểu rõ hơn và biết cách bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình. Vâng, xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
Vâng, thưa bác sĩ, trong những ngày lễ Tết thì phần lớn người dân là sẽ có cái việc sinh hoạt, ăn uống thoải mái hơn là bình thường. Như vậy thì liệu có những cái nguy cơ nào xảy ra nếu như mà người bệnh tim mạch không tuân thủ chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý cũng như là lơ là việc uống thuốc ạ? Trong dịp lễ Tết thì rõ ràng là chúng ta đón một năm mới, chúng ta có rất nhiều niềm vui. Thế thì song song với đó thì lễ Tết thì cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều những thay đổi về sinh hoạt và ăn uống. Thế cụ thể ví dụ như là chúng ta có nhiều bánh kẹo hơn, chúng ta ăn uống nhiều đường hơn, thực phẩm của chúng ta thì cũng có nhiều dầu mỡ hơn, nhiều chất béo, và chúng ta cũng uống nhiều rượu hơn. Thế đấy, cái đó là những cái thay đổi trong về chế độ ăn. Thế thì nếu mà chúng ta đối với những người bệnh có bệnh tim mạch, những người trẻ khỏe thì không sao. Thế những người có bệnh tim mạch thì ví dụ như là chúng ta ăn mặn hơn một chút, ăn nhiều muối hơn một chút thì huyết áp có thể tăng cao. Bệnh suy tim thì có thể tích nước gây suy tim mất bù, hoặc là mải mê với việc mà đi chơi thì đôi khi chúng ta quên uống thuốc. Thì có những bệnh mà chúng ta phải duy trì thuốc đều đặn suốt đời. Thế khi chúng ta như nhồi máu cơ tim, chúng ta đã đặt stent rồi, chúng ta không được quên thuốc ngày nào. Thế khi chúng ta mà quên thuốc thì có thể sẽ xảy ra các cái biến cố, ví dụ như là nhồi máu cơ tim tái phát, hoặc là những cái cơn tăng huyết áp nếu mà chúng ta quên mất thuốc huyết áp. Vâng, thưa bác sĩ, khẩu phần ăn của người bệnh tim mạch như thế nào là hợp lý để kiểm soát tốt các chỉ số, thưa bác sĩ? Về khẩu phần ăn của những người bệnh tim mạch thì cũng là một cái mà chúng ta rất cần quan tâm. Để có một cái trái tim khỏe mạnh thì khẩu phần ăn đóng vai trò là nền tảng. Cái khẩu phần ăn được các cái hiệp hội về tim mạch trên thế giới người ta khuyên thì chúng ta nên tập trung vào các cái bữa ăn có nền tảng, tức là nhiều thực vật. Ví dụ như là các cái ngũ cốc nguyên hạt này, tăng lượng chất xơ, hoa quả, cái loại hạt chúng ta gần đây chúng ta cũng sử dụng nhiều. Và lượng chất béo thì ít chất béo bão hòa và nhiều chất béo không bão hòa. Người ta khuyên chúng ta có thể ăn 2 bữa cá một ngày, hạn chế các thịt đỏ. Lượng rượu thì chúng ta uống ít rượu, chúng ta không bắt chúng ta là không được uống rượu. Nhưng người ta khuyên là chúng ta chỉ nên tối đa là 100g cồn trên một tuần. Tức là một ngày chúng ta có thể uống được khoảng 1 ly rượu vang. Vâng, như vậy thì xin bác sĩ cho lời khuyên cho những cái bệnh nhân bệnh tim mạch. Họ cần lưu ý những điều gì để bảo đảm sức khỏe sau kỳ nghỉ lễ Tết ạ? Để đảm bảo sức khỏe sau kỳ nghỉ Tết thì rõ ràng là trong giai đoạn nghỉ Tết chúng ta cũng phải duy trì một chế độ ăn hợp lý. Chúng ta cũng nên tập thể dục đều đặn, chúng ta cũng không nên nghỉ ngơi hoàn toàn. Chỉ ăn uống, chỉ uống rượu, nó sẽ có thể có những cái hệ lụy, đúng không? Ví dụ như là chúng ta sau kỳ nghỉ chúng ta tăng cân quá nhiều, chúng ta cũng quên uống thuốc, hoặc là ăn uống những cái thức ăn mà quá nhiều dầu mỡ, nhiều muối thì có thể gây nên những cái biến cố không mong muốn. Về tập luyện nói chung thì người ta khuyên chúng ta nên là tập thể dục ít nhất 150 phút một ngày và 5 ngày một tuần. Người ta cũng khuyên rằng chúng ta nên có khoảng 2 ngày một tuần để tập luyện các cái môn đối kháng, tức là có cái cường độ nó cao hơn để giảm các cái nguy cơ tim mạch. Những người mà chưa có bệnh tim mạch thì chúng ta dự phòng bệnh tim mạch. Còn nếu người đã có bệnh tim mạch rồi thì phải tùy theo các cái sức khỏe hiện tại của họ. Đấy, đúng, ví dụ những người mà suy tim, đương nhiên họ chúng ta không thể bắt họ gắng sức nhiều được. Đấy, nhưng mà vẫn nên là tập luyện đều đặn hàng ngày và cũng ít nhất khoảng 30 phút mỗi ngày, tùy theo khả năng, tùy theo cái sức khỏe. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi.